Việt Nam hiện là nước xuất khẩu chè lớn thứ 8 trên thế giới, nhưng giá trị của cây chè mang lại chưa tương xứng với tiềm năng của cây chè Việt Nam, bởi giá trị chè xuất khẩu của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều lần so với trung bình của thế giới. Để nâng tầm giá trị cây chè và đưa sản phẩm chế biến từ cây chè thơm ngon của Việt Nam vươn ra thế giới, công ty Tân Hiệp Phát từ nhiều năm qua đã lựa chọn là chè xanh Thái Nguyên làm nguyên liệu chính cho sản phẩm trà xanh không độ, một thức uống giải khát nổi tiếng gần hai thập kỷ. Để có một chai trà xanh không độ đến với người tiêu dùng, nguyên liệu đầu vào lá chè xanh phải trải qua quy trình kiểm soát chất lượng khắt khe từ khâu trồng chăm sóc cho đến thu hoạch, chế biến và sản xuất. Tại Thái Nguyên, vùng trà nổi tiếng nhất của Việt Nam, Tân Hiệp Phát thông qua các hợp đồng ký kết với nhà cung cấp đã định hình ngay từ đầu giống chè, quy trình, kỹ thuật chăm sóc, phân bón, thu hoạch cho người nông dân để tạo nên những đồi chè có chất lượng tốt nhất. Với việc sử dụng nguyên liệu từ vùng đệ nhất danh trà Thái Nguyên trong suốt nhiều năm qua, đến nay trà xanh không độ đã chinh phục hàng triệu người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Sản phẩm trà xanh không độ của Tân Hiệp Phát đã xuất khẩu đến khoảng 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có những thị trường đặc biệt khó tính như Mỹ, Canada, Hà Lan, Úc, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc, Singapore, v.v.